Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Không chơi gô nghèo lên ngựa gô đèo gô. Dạ. Đánh ngựa thôi. Đánh ngựa thôi. Vậy đánh ngựa thôi. Tôi cần phải kêu con ngựa này trước khi có những cái gọi là sự việc nó không đáng nó diễn ra nè em ơi. Từ từ, tôi chỉ muốn tâm sự với con ngựa thôi. Trời ơi. 24 giờ cái đầu em á. Ok các bạn à, ngày hôm nay các bạn thấy ở trong phòng của tôi có nhiều hành vi không? Quá trời đúng không? Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một video mới trên kênh Casino Piso với liên quan tới sinh tồn. Nhưng ngày hôm nay là một video vô cùng khó hơn những video sinh tồn lần trước nha. Và nó khó như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tóm tắt là hệ lệ trò chơi. Let's go. Minecraft nhưng là sinh tồn lây nhiễm. Trong trò chơi sinh tồn lần này, mọi người sẽ có 10 phút đầu tiên để có thể đi tìm những nguyên vật liệu giúp ích cho bản thân của mình. Và sau 10 phút, máy chủ sẽ chọn ra một người ngẫu nhiên trở thành người bị lây nhiễm. Và người bị lây nhiễm có nhiệm vụ phải đi tiêu diệt những người còn lại. Người bị lây nhiễm là những người sẽ được trang bị full giáp Netherite và không bao giờ bị đói. Và người bị lây nhiễm còn một đặc quyền nữa là sẽ luôn thấy những người sống sót phát sáng và truy tìm đến vị trí của họ. Nhiệm vụ của trò chơi lần này, đối với bên phe người sống sót, các bạn phải cố gắng sống sót đủ 30 phút thì các bạn sẽ là người chiến thắng. Còn đối với bên phe lây nhiễm, trước 30 phút nếu các bạn tiêu diệt toàn bộ người sống sót, biến họ trở thành những người bị lây nhiễm thì các bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Và các bạn đón xem trong video sinh tồn lần này, Shido sẽ sinh tồn như thế nào? Trong khi phe người sống sót càng giảm thì phe người lây nhiễm sẽ càng tăng. Và để lại bình luận phía bên dưới cho tôi biết nha. Còn nếu các bạn không đón được thì các bạn đừng quên xem video này để biết được diễn biến bên trong đó nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên đây là một like và xem một share cho mình, các bạn chưa có YouTube của Shido Official, đồng thời cũng đừng bỏ cái bên đăng ký để nhận thông báo mỗi khi video ra video các bạn ơi. Chúc video sớm được 3.000 subscriber nha. Và nếu như bạn nào ủng hộ Shido thì các bạn đừng quên đăng ký cho kênh Shido BNG là về Blog Mango, khác là Shido là kênh về Free Fire, Shido Gaming là kênh livestream mà kênh Shido Stream là dùng để đăng lại những video livestream, các từ những livestream trên kênh Shido Gaming nha. Và nếu như bạn nào muốn biết thêm nhiều thông tin cá nhân về Shido thì các bạn đừng quên theo dõi các trang mạng xã hội của Shido gồm có Facebook, Instagram, TikTok và đặc biệt hết là tham gia vào nhóm bộ tộc sói để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ Shido một cách nhanh chóng nhất có thể nha. Và nếu bạn nào muốn Hero Team thì các bạn đừng quên theo dõi trên TikTok Super Hero TikTok nha. Đó là trên TikTok của các thành viên trong Hero Media. Và tất cả những thành viên trong Hero Media sẽ thường xuyên quay TikTok cùng với nhau mình đăng lên trên cái này nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì vào trận đấu hồi nào. Let's go. Rồi bây giờ là ở đây là tất cả mọi người đều đã biết hệ lệ chơi rồi đúng không ạ? Rồi ok rồi, mọi người đi theo mình là đây nào. Ở đây chúng ta sẽ có, ê mọi người, tính ra chúng ta đứng xa cái nút lắm luôn á mọi người. Cái nút đó đằng tốt đằng đây nè mọi người, nó bắt đầu game nè. Khoan đi bạn, khoan đi bạn. Trước khi gọi là bắt đầu trò chơi thì tôi xin phép như thế này. Chạy ra đây. Ok đây bạn. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ bấm vào cái nút này là trò chơi sẽ bắt đầu và mọi người phải đi tìm đồ. Ok, mọi người biết hay lại đúng không? Bây giờ 3, 2, 1, vô. Chạy. Mọi người sẽ có 10 phút để đi kiếm đồ nha. Bây giờ là tôi không biết là ai sẽ là người biến thành gọi là zombie có thể lây nhiễm cho mọi người nên là tôi cũng vậy. Ego tính ra là cái trò này nếu mà xét lên thì nó giống như mình đang chơi ngược bắt á anh. Đúng rồi, giống chơi ngược bắt á, nhưng mà nó sẽ có nhiều người bị. Đúng. Đây là một trò chơi nhân gian, anh em nào hồi nhỏ mà thường hay chơi trò ngược bắt thì xin giới thiệu với anh em trò này không giống trò ngược bắt nha các. Trò này là trò ngược bắt nhưng mà nó phiên bản khác nữa. Đúng rồi, trò này là trò ngược bắt nhưng phiên bản khác. Ơi cay, hồi xưa em có chơi mà mấy cái chế độ mà kiểu zombie ở trong đột kích với cả là chi kích được không? Đúng rồi, giống không? Rồi à, vậy giống như mình chơi zombie vậy bạn ơi. Wow. Đúng rồi, nó đó chứ còn gì nữa ba. Tôi thấy có một đứa đang gọi là dùng cái bàn chế tạo của tôi. Gì vậy Bun? Gì nữa, phải xài ké chứ. Không có xài ké, của ai rồi nó dùng ơi. Ai rồi nó dùng ơi. Còn xíu được không biết là em có biến thành zombie hay không, nhưng mà em dùng hàng sẵn của anh là không được à. Ok đây mà bây giờ mình phải đi kiếm thịt thôi. Trời ơi, mà nghe nói trong này là có người biến thành zombie nha. Trời ơi, sợ nha. Không sao, tôi biết zombie, tôi sẽ là một con zombie bờ rồi trong Minecraft. Trời ơi, cái gì sao bờ rồi các bạn. Đây, giờ đầu gỗ nè. Sinh tồn của người bình thường. Lâu lâu bây giờ có ly cà phê nhâm nhi buổi sáng thì tốt biết mấy nha. Chà, trời ơi, chơi game mà phải chiêu mọi người ơi, phải chiêu. Không có gọi là chơi mà áp lực gì hết trơn á. Chơi mà gì ta sợ hãi, chơi mà thấy áp lực thì đừng có chơi game. Mà chơi game là phải đi chill. Đó, một ly trà chiều buổi sáng. Đây, giờ mình sẽ tạo một cái bàn crafting table. Oh my god. Oh, một cái room spawn.
mọi người ơi, bây giờ á, cái ơi, bây giờ cái việc quan trọng là phải đi kiếm thịt cây à. Em biết sao không? Tại vì zombie nó sẽ không bao giờ đói hết, chỉ có mình đói thôi. Chỉ có hung mình đói thôi. Ui, ở đây nhiều thịt nha. Trời, ở đây tần cừu không nè. Wow. Thịt cừu ăn bỏ gì trời, đây phải ăn thịt này nè. Thịt bò bá gọi. Trời ơi, thịt bò. Bò bá gọi nữa. Rồi, thấy chưa? Bò bá gọi nữa cây. Bá gọi luôn. Bá gọi luôn. Ê, người ta là ba gọi bò hay ba gọi heo ta? Ba gọi cừu. À, ba gọi cừu. Ồ, hay. Ok, mà có dòng bò nha mọi người, coi chừng nha, có bò đó. Anh đi ra buồn, mỗi lần mà mình giết con cừu, anh đi chạy ngang qua mình để lút. cũng gây gì mà này nọ đấy. Cũng gọi là ganh ma đấy, không phải dặn đùa đâu. Con quỷ bò. Ui ôi. Ý mà bị xét đánh lại xui lắm nhưng ba. Ôi mai giờ mình đến đây mà. Cái thuyền này là cái thuyền nguyên anh em ơi. À đây một cái bản đồ kho báu ở trong đây anh em ạ. Nhưng mà trong đây có dòng bo nên là mình cũng không có biết được là mình có thể đi kiếm được kho báu hay không. Lỡ đâu mà kho báu nó ở ngoài xa. Tiết xa ơi là xa. Xa vời nồi xa luôn thì tôi sẽ rất là khó đi kiếm anh em. Ok bây giờ mình cần phải đi lấy thêm một ít gỗ nữa các bạn ơi. Trong lúc lấy gỗ mình sẽ nấu một ít thịt lên. Bởi vì ở trong cái world này anh em ạ là cái gọi là zombie á. Những cái người bị lây nhiễm á là người ta sẽ không có bị đói. Còn chúng ta sẽ bị đói mà thường bị đói là mình sẽ chạy chậm á anh em. Nên là mình phải lấy nhiều đồ ăn nhất có thể. À, ôi nhiều quái vật quá à. Ơi, chứ cái lùng spam này nó giết mình thì mẹ cái cơn đói của mình nó sẽ giết mình mất. Đau khổ gì đâu. Tôi là hết cái lương rồi. Xin lỗi mọi người nha, tôi ngẫu hứng thôi à. Ủa tôi đi đào đá thì tôi nghe tôi cải lương thôi. Ai hái cải lương vẫn biết nữa. Đây tay nam bên đây nè mà. May không phải đường đi ra ngoài bo. Oh my god, mai đen đã hoàn thành đường hành tụ rồi, nâng cấp rồi anh em mà. Nhưng mà không sao. Ui gần. Kế bên. Ui nó ngay đầu này anh em mà, nó ngay đầu này nè. Quay, quái, nó sát bên nè anh em. Nó ngay đây nè. Ok, bây giờ mình sẽ bật lên, sau đó mình sẽ tìm tọa độ 99 anh em. Oh my god, tôi sẽ lên nằm dưới biển. Đây rồi. Tôi thấy rồi. Gõ mua đa làng kia anh em, ạ. Kim cương. Cá quá trời luôn. Trời ơi. Món gì? Gì đâu trời, thấy có giọng siro rồi tôi ấy thôi, có gì đâu trời. Giọng tôi sao trời tôi đi. Nhưng mà thấy giọng hay thì tới chơi không được hay gì? Không. Trời, ok. Trời ơi, còn gán đánh cái nữa trời, ông coi chừng ông ấy nha mai. Trời là trời, tôi nói trước với ông nha, tôi mà bị biến thành zombie là cái người đầu tiên tôi kiếm đó chính là ông nha, Sigo, tôi nói trước rồi nha, Sigo. Ok, luôn để con biết là zombie tôi giết ông hay không giết tôi à. Ok, bây giờ tôi sẽ đi tìm đồ ăn thế tiếp. Ok, mai giờ làm gì có đồ ăn anh em. Tôi có đồ ăn thôi, mai làm gì có đồ ăn. Ok, bây giờ mình phải đi kiếm đồ ăn anh em. Mà bây giờ cái gì quan trọng nhất của chúng ta, bây giờ cái việc mà ưu tiên hàng đầu là phải đi kiếm đồ ăn. Tôi nghe tiếng nhẹ đấy bạn ơi. Ủa, nó có thấy vào đâu vậy? Ôi sao nó đánh mình? Mày có làm gì đâu? Dạ tôi sợ vậy nữa bạn, trời ơi, vui nó trong quay rau gì nữa rồi sợ. Sam ơi, chị có nghe thấy em không? Ơi quất tôi chạy ra. Ê gấu ơi, gấu ơi đang làm gì? Gấu ơi nói nghe nè gấu. Gì anh? Đang nướng thịt. Em đang nướng thịt gì hả? Thịt bò. Tôi có thêm thịt rồi. Mình mà biết ổng ăn cướp vậy mình đâu có để thịt đó đâu. Hello. Ủa nghe tiếng Sim đâu vậy? Ủa Sim đâu hả? Tôi đây nè. Ủa đâu vậy? What? Là sao? Thịt của tôi. Thì bà bị rô cướp thịt hả? Đúng rồi, cướp 4 miếng thịt bò. Sắp rồi anh em ơi, 1 phút 30 mấy giây nữa là zombie nó sẽ ra anh em ơi. Bây giờ là mình cần phải sống sót trong vòng 30 phút anh em ạ. Tôi đã sẵn sàng ready hết tất cả mọi thứ tồi tệ nhất có thể rồi. Nhưng mà bây giờ á là mấy con quái vật, mấy con zombie đồ á, mấy con mà kiểu mấy người lây nhiễm á, người ta sẽ có một cái đặc quyền đó chính là người ta có thể nhìn thấy mình anh em ạ. Tức là người ta chỉ cần lại gần mình á, tức là nó không cần lại gần anh em.
chỉ cần một khoảng cách nhất định thôi là người ta sẽ thấy được mình, à, mình sẽ bị nhận một cái hiệu ứng phát sáng các bạn, nên là sẽ rất là khó để mình hề lẩn trốn khi mà người ta lại gần mình. Cái gì vậy? Sao tôi thành zombie vậy? U là trời ơi các bạn ơi, mình thành zombie luôn rồi, trời đất ơi là trời. Robby đã bị lây nhiễm. Oh my god. Oh my god, My Day cũng chết luôn rồi em ơi. My Day có thành người lây nhiễm đâu rồi. Oh my god, bây giờ mình phải đi tìm những người sống sót còn lại. Hồi nãy là mình không biết ai là người sống sót nên là mình phải hơi rén. Nhưng mà bây giờ là oh my god, mình phải đi tìm những người sống sót còn lại. Oh my god, hero Mai Đen đã bị lây nhiễm. Trời ơi, ôi Mai Đen với Ruby. Mai Đen với Ruby á, Yabun ơi cẩn thận nha. Ui sợ đấy nha. Gì vậy? Thơ Mai Đen. Ba 30 phút và dòng bo nó sẽ thu lại anh em ạ. Dòng bo sẽ thu lại nên là mình phải hết sức cẩn thận. Không cẩn thận là mình sẽ đi liền. Bây giờ là chỉ mới có hai người thành gọi là hai người thành người bị lây nhiễm rồi. Thanh máu của tôi còn bị lỗi đó chứ nó không thanh máu của tôi các bạn ơi. Thanh máu của tôi bị lỗi kìa. Bây giờ là mình phải tránh xa chỗ ở giữa càng nhiều càng tốt anh em ạ. Bởi vì hiện tại ở giữa đó có thể là Ruby với cả là Mai Đen đang ở trong đấy. Người sống sót, Oh my god. Ê! Thấy một người sống sót. Trời ơi. Ôi Sam. Oh my god. Anh có sao vậy? Không. Những người nào mà đang có trắng xanh ở trên người á là những người đó là người. Em tưởng anh là Oh my god. Không sao. Ôi ôi. Kiếm được Sim vào đây mà mình sẽ bảo vệ Sim. Ok, hiện tại là Ruby và Mai Đen. Hiện tại là phải né Ruby với Mai Đen ra. Tại vì hai người đó đang cho hành người ấy rồi. Bị nhẫn hả? Mai bị té chết. Mai bị té chết. Em bật táp lên đi. Em thấy Mai đang. Ủa sao Mai đang làm hồn Mai vậy? What? Rồi. Anh đặt cái xô nước xuống đây để em nhảy xuống đấy rồi. Please. Ok. Mình phải đi lên đi tắt từng người ha. Mình thành zombie rồi các bạn ơi. Mình thấy người. Chút xíu qua đây tôi chơi người này. Tì. Mình thông đồng đi em, thông đồng đi. Bây giờ em là zombie, chỉ là người đi. Đó đúng không? Hợp lý không? Đó. Giờ chị có cái gì để cho em rồi em đi cho chị làm người. Trời ơi, đây chị có đồ ăn nè. Cái giá cho cuộc sống gì là đủ. Ủa em có đói không? Zombie có đói không? Không, nhưng mà em chỉ cần đồ ăn. Bây giờ xin đi em sẽ biến thành người. Ủa là sao? Nhưng mà em cũng sắp đói rồi. Nếu mà chị cho em cái gì đó đây thì em sẽ bỏ kê chị. Xương nè, chỉ có thịt nè, thịt cừu, thịt nè, đây thịt cừu nè, thịt thịt gà, thịt bò đi mang gì. À, chị coi cái gì đó quý giá đây, thịt gì đó em cũng có hả? Trời ơi, người chị thịt là quý giá nhất rồi em, giờ người gì còn cái thịt nè em, trời ơi, chuẩn bị lấy đồ sắt em đuổi chị đó, trời ơi, dĩ tới đây luôn nè. Còn gì đâu mà còn gì đâu mà xương với sao. Ủa, bây giờ sao chị nhiều tim vậy ta, em cũng cắn gì vậy hả? Tất nhiên là không rồi, bây giờ chị muốn cắn không? Bây giờ chị muốn bị cắn đi là chị sẽ trường sinh bất bất lão luôn. Thế nè đó
Ê, mình nói vậy sao em cũng tin đó trời ơi. Ủa, zombie sướng gì luôn hả? Ủa, chết rồi, mình lạc luôn, mất tiêu rồi. Thôi kệ không sao, bây giờ mình sẽ đi tìm người cắn. Thôi nha. Ủa, thôi là zombie không đói luôn hả? Ủa. Sim ơi, con đường an toàn nhất biển cả. Đi, đi lên. Let's go. Cái gì vậy? Let's go. Em có đoạn chưa? Có đoạn chưa? Ủa sao em lại có kiếm này direct? Ơi, ủa, hình như em đi ở đâu em lụm được đúng không? Ờ, hình như vậy á. Ủa? Ơi, ơi, bố. Bố à? Từ từ. Bây giờ em giữ cái kiếm đó một xíu nữa, mình sẽ chơi cái trò mình leo lên cao. Được không? Ok. Nhưng mà bây giờ anh xin mời trả hiền nhanh chứ. Bây giờ mình phải đi chặt thêm gỗ. Tại bây giờ anh với em vô chặt gỗ đi. Mình chặt nhiều gỗ, càng nhiều gỗ càng tốt. Ôi trời ơi, ai đó mà bị chết là sẽ biến thành zombie luôn hả? Oh my gosh. Bây giờ là gấu Mora, mây đen, Ruby với Sammy là biến thành zombie nè. Chỉ còn mình với Sim với lại Shiro với Jabun thôi. Kiếm cương. Ở đây có rất là nhiều kiếm cương diamond. À, tiếc ghê không làm được con người, nhưng mà mình nghĩ là zombie cũng vui á. Mình đây là trải nghiệm của mình thử thôi. Mọi người ơi, where are you? Tôi làm zombie rồi nè. Zombie mà có bị cắn không ta? Ồ, mình là zombie cắn các bạn ơi. Trời ơi, từ bố bị ha. Tôi là zombie mà tức ghê luôn, làm zombie cũng bị người khác cắn đó. Này, mình là zombie nè, hay là mình làm bạn này được không? Nè, tới đây. Ê bạn, zombie cục cắn mình là sao vậy hả? Trời ơi, zombie pha kè. Tôi mới là zombie real nè, zombie là phải gọi là hòa thuận với nhau. Ủa, hay là tôi zombie pha kè nó đánh tôi ta. Lúc vậy á. Oh my god, bây giờ còn anh, em, Mai với Jabun. Cái đó nữa. Ôi đó, chết được kim cương rồi. Cái đó chết được kim cương rồi. Ôi đó vậy. Không, anh cũng có kim cương nhưng mà được chế tạo được tiên kiếm mà. Thì bắn hai cục kim cương à. Không sao, đây, cái kiếm này dành cho anh á. Đây, yeah. Đây, nè. Ok. Oh my god, Sim tin tưởng anh quá. Anh cảm động quá. Anh sẽ bảo vệ Sim. Oh my god. Ok, lên thiền thôi. Ở đây là cài đòn với Jabun cũng ghê phết nhờ. Còn sống luôn kìa. Trời ơi. Sao gặp nữa vậy? Có biết xài khiên không cay? Nè, cho cái giáp nè, trời đất ơi. Ừ trời, đúng là hên mà. Nè, cho sắt nè, đó chế tạo giáp đi. Trời ơi, cảm ơn ân nhân. Trời, cảm ơn ân nhân. Trời ơi, nãy tôi kiếm được gì ta? Nãy tôi kiếm được mười mấy cục kim cương luôn. Trời ơi, đỉnh vậy. Bao là nó thú đây cái anh ta. Ơ! Ơ, Mai! Em nè. Anh nãy giờ anh kêu được ai rồi? Trời ơi, gì gà vậy? Từ đi. Từ em cũng đang đi tìm Him mà nãy giờ không thấy ai ở đây á. Ờ nãy giờ là em không thấy hiện bóng người nào ở đây. À từ bên đây có người, bên đây có nè. À nhìn phía sang anh xanh lên kia. À hai bóng người luôn. Vậy là hai người đi chung vậy này. Bên đây. Anh nghĩ tụi mình đi vòng nữa có ổn không? Đi vòng mà. Từ để hay là coi. mình cứ đi giữa đi ha, bởi vì mình cũng chưa biết có gì nữa. Ừ mình cứ đi giữa thôi. Thấy người cái là mình sẽ chạy. Ok. Yeah, ok. Từ bây giờ anh cần tìm nhện, bây giờ mình cần hai tơ nhện. À, em có. Đâu, bao nhiêu tơ nhện? Hai tơ nhện luôn. Ủa hai tơ nhện luôn hả? Quái. Cho xin. Ok. Bây giờ mình làm cần câu một xíu, mình bắt cầu lên cao, tại vì á trong đây có nhiều người mới lắm, người ta không biết cái trò lấy cần câu người lên đâu. À, dạ. Trời ơi, giật mình cái con Ender, em tưởng Tenai, trời quỷ ui. Mày hay zombie? One shot! One kill! Ok! Yeah.
bị à? Sao cũng bị sợ. Sợ quái luôn, bị sợ quái rồi. Ê chim ơi, anh nghĩ là nên đi tìm em thịt rồi chim ơi. Ờ em biết mà, thì đã đi ăn đi kiếm thịt. Anh có 7 thịt cừu nhưng mà thịt cừu này ớt không cái hang bự nữa. Nhưng mà mình lại bây giờ không nên leo hang. Bây giờ không nên leo hang. Nếu mà vào thì tụi mình sẽ đi đường cùng mọi người. Dạ dạ dạ. Hồi ngay bây giờ. Ui cái đó nữa không? Cái đó đi buôn vậy? Đâu? Ê cái đó đi buôn đây luôn nè. Ủa? Ôi từ từ, nhưng mà lên từ từ. Họ ở dưới sau, họ sẽ không bị đuổi, còn mình ở trên đây. Thôi tụi mình cứ an toàn đi anh, thôi tụi mình chia ra cặp đi, khó lắm. Thôi bây giờ anh em đi kiếm thêm thức ăn đi, không là bây giờ hai đứa chết rồi á, ok. Dạ, nghĩa là đi kiếm thêm thức ăn. Bây giờ dòng bo nó sẽ thu rất là nhanh. Tại vì bây giờ nó chỉ còn có mấy phút cuối thôi, nên là bo nó thu nhanh lắm. Em có biết tụi mình có kiếm thêm ngựa không, em có yên ngựa nè. Có yên ngựa hả? Kiếm ngựa cũng được, nhưng mà sợ gần đây hết ngựa rồi. Ở đây có gà nè, yeah chicken. Hết đồ ăn rồi, tôi còn có 3 miếng thịt nè. Thôi lên trên, lên trên Jabun ơi. Nhiêu đây đồ cũng đủ rồi. Ôi, chạy ngược lại, bao vô. Xong rồi. Oh my god. Mình phải chạy nhanh lên mặt đất trước khi mình bị chôn vùi bên dưới đây các bạn ơi. Là coi như là bao nhiêu công sức mà nãy giờ mình đi kiếm đồ là cũng tan thành mây khói luôn ấy. Ôi đâu cái hang nhỏ nè. Ôi từ, bây giờ mình phải quan sát liên tục. Ủa sao họ thấy mình, họ không kiếm mình đây, nó hơi lấy lạ nhá. Không thấy nhưng mà phải tới một khoảng cách nhất định mới thấy được. Chứ đứng sao không thấy. Đây, lấy cái lò nè, cái lò. Ok, giờ. Nhân dân thế giới bị hủy hoại. Ta là Jimmy. Ai đâu bỏ. Oh my god. Hên quá. Để là mình lên đi vòng vòng bờ biển thôi chim à. Chứ đây full bộ Nether Rift anh cũng hơi rung nè. Nói với mày nè, như đang chạy qua đây. Không thấy đúng không? Ủa hay là thấy rồi mà không chạy tới ta. Đang chạy qua đây. Ui, chạy. Let's go. Ruby, trời ơi, Ruby. Ui đâu? Chị đâu? À đây, thấy con người ơi. Ruby kia. Có thuyền không? Mà không nghe luôn nói chuyện các bạn ơi. Hả? Chị nè. Chị có nghe. Chị đâu? Không có, nó chặt gỗ đây. Có gỗ không? Thôi. Kìa chạy kìa, ai kìa chạy thôi nha. Ơi đi. Đi ra ngoài mà đi vô thuyền luôn. Đi. Vô Liêm. Dạ mấy rồi. Ba rồi. Mấy rồi. Đi đâu mà vội vậy nha. Sao mọi người không kêu cây đom với lại Jabun đi với hang kìa. Hang ở đây có chục cái tiệm nó muốn lòi hồn luôn nghĩ sao. Ra chơi. Oh my god, Mai đang lên. Tôi là người phải kêu Siro mới được anh em ơi, tôi là cây cay Siro nãy giờ rồi. À thế à? Mai tuổi Mai ơi. Siro sao trồng cao như vậy ông nội? Kệ tôi đi, tôi trồng cao như kệ tôi đi. Xong luôn em ơi, bây giờ là tôi chưa có cái bậc thang để tôi lên em ơi. Hay rồi. Oh my god, 16 phút sống đủ không ta? Oh my god. Cẩn thận nha Ruby. Ông chứ cái trò mắc cua. Mắc. Ah, no! No! Ôi. Yes. Oh my god. Tự sinh tồn nha Jabun, tìm cách bằng mọi cách phải lên được mặt đất. Oh my god, Simi nó bị cắn luôn rồi. Ui, mình thấy Simi bây giờ cũng đã bị biến thành zombie rồi các bạn ơi. Hello.
Yeah, oh, gotcha. No, sếp ơi, sếp đừng làm như vậy mà. Sếp, sếp đừng làm như vậy để tôi làm cho. No, chạy ngược lại cho con ơi. Cai đi kiếm cái kim cương cái gì không? Thế thì cai đi lên đi. Ok. Có đồ ăn không? Không. Bây giờ. Ủa Gia Bun đâu? Gia Bun bên đây. Thôi đánh Gia Bun thì thay cái đó. Tôi đã bị một con quỷ zombie nó cắn chết. Tôi đã lâu quá. Ủa Gia Bun đâu rồi? Ôi! Ai Gia Bun biến thành zombie rồi? What the fuck? Oh my god. Mai à! Là chỉ có Mai nào dưới đây xuống nè. Đứng trên cao tiền đình á. Ông biết giờ Mai sau lưng là Bo kìa Mai. Thì ông cũng phải chạy mà. Xuống chạy cho nhanh Figo ơi. Trời là trời anh em mình anh em luôn á. Đây. Mai Figo đây anh em ơi. À đây thì khách tôi là Figo ơi. Alo. Chạy làm gì đó rồi cũng phải đi à Figo ơi. Ủa không đi đâu ta? Tôi làm sao mà đi được? À, mình bị đi nơi khác rồi chị ơi. Đi bo vô bên đây nè. Ở dưới có cai mà hơi kệ đi, cai đang ở dưới á. Cai không? Nè. Nhưng mà bo đang vô bên đó rồi chị. Nè, chị thấy dưới đây không? Chị thấy nhìn dưới đất này, chị thấy mấy đống cái xanh dưới đây không? À. Đó. Ở dưới đang dưới á. Đang chạy bo rồi. Sao ơi? Bên đây. Sao ơi? Bên đây. Roll kìa. Roll lại chơi cái đòi đó nè. Ô, bây giờ sao đâu vậy? Ôi, chúng ta cần xác. Ai có xác không? Trời ơi, em ơi, là zombie đâu ra có xác em ơi. Oh my god. Chúng ta cần xác. Ôi, sao cậu tôi với cây đơn vậy? Cái đâu ta? Cái đâu? Ủa cái đâu rồi? Mọi người! Đây! Đi lên! Giết ta! Hay quá! Trời ơi! Oh my god! Còn 13 phút các bạn ơi! Cẩn thận nha! Đây! Ê! Mình lấy hai nguồn nước để từ xíu! Đây! Sam! Sam đây! Chị biết chỗ này! Chị biết làm này! Cố đi! Cho nó dễ mà! Okay. Em sẽ có hai nguồn nước để cho mọi người an toàn ha. Đây. Kìa. À! Xin vào nước. Con. Chị con. Cứ để nguồn nước đấy đi. Mày qua mông đô làm gì? Mày qua mông đô làm trò gì? Mày qua làm cái trò gì? Mày làm cái trò. Nước. Cái nước. Cố lên Sam ơi, cố lên. Trời ơi, cố lên Sam ơi. Đổ nước đây, đúng rồi. Tới rồi Sam ơi, sắp tới rồi, hay quá. Nó xuống luôn. Sao thấy nhanh như vậy? Ai có chơi, coi chơi. Hay quá em ơi. Khoan hai cục gỗ, khoan hai cục gỗ không? Chặt cái đầu lại. Chặt cái đầu lại là nó không, đúng rồi. Chặt vậy là không. Oh my god!
đó tôi đào đất lên á, cái tôi bị đất kẹt chết. Trời, chạy xuống mà. Ủa sao chui xuống đó hay giờ? Ủa, ủa sao có thể chui xuống nhanh như vậy được? Có một cái lỗ ở đây đúng không? Thôi bây giờ xả đào. Bây giờ xả đào cho mi đi tới đây, lên tất cả xả đào cho mi lên đây tập hợp. Vô. Lên đây. Ok, đây lên đây. Mình muốn nói thế này. Ok, xả đào cho mi tập hợp. Rồi xin kính thưa xã đoàn zombie, thì tôi là Simi Zombie, tôi có một cái lời như này, đó là chúng ta quá mệt mỏi khi đuổi bắt không nổi Siro rồi, nên bây giờ chúng ta hãy cùng đi chơi đi, cứ mặc kệ ông đi ha. Ok. Yeah. Ủa, có cách nào để tiêu diệt ổng không chứ, để vậy kỳ quá à. Có là lát nữa cái dòng bo vô là sẽ nào Siro hết rồi, dòng bo hết rồi. Siro đang đi đào kim cương ở dưới kìa. Vậy mình đi cũng đi tìm đào kim cương. Có thấy. Ơ kìa. Ơ thấy chấm xanh kìa. Nè, bây giờ mọi người biết cái gì đầu tiên không? Bây giờ mình sẽ đào hẳn xuống dưới. Tìm đi không? Mình thấy bây giờ ai có gỗ, bây giờ ai có gỗ, phải đào xuống đi, ai có gỗ. Mình phải chia đủ đường ra. Nữa, phát hồn phát hiện quá vậy. Bên kia mình cứ đào xuống hẳn thôi. Cứ đào xuống hẳn thôi là thấy thế nào? Đó là một cái hang mà chắc chắn luôn. Ok. Hiện tại mọi người cũng đang đào xuống chỗ tôi anh em ạ. Ok, tạm thời là an toàn rồi anh em ạ, tạm thời là an toàn rồi. Mình đang ở tọa độ 6. Oh my god, bây giờ để lên được trên cũng hơi căng này nha. Cúp tôi sắp vỡ rồi. Oh god, sao 10 phút nó lâu dữ vậy trời. Trời đấy, anh máu còn bị lỗi nữa anh em ạ. Đáng ra là người sinh tồn phải được 2 thanh máu cơ. Mọi người đợi xíu nha, để mình đào xong mình sẽ thông báo mọi người. Ok, mọi người đừng có xuống hết không có chỗ để lấy đâu. Bây giờ vậy đi, chia ra đi mỗi người. Đây, chị thấy màu đen rồi nè, Ôi, cái hang, có hang rồi. Lỗi spam á cay, xong rồi cái em nhảy xuống em gơ ngay anh á, cái em gớt cái quần cho anh nè. Nè, em cũng nhặt được cái quần của ai nè, nhặt được quá trời đồ luôn nè. Quá trời quần nè, quần ai nè, nhặt nè. Ê mọi người ơi, mọi người đếm thử coi. Mọi người đếm thử coi là ngày hôm nay tôi đã tiêu diệt được bao nhiêu người bị lây nhiễm nha. Hồi nãy giờ mọi người thấy tôi thấy quá trời người lây nhiễm bị té chó đâu. Có những người bị tôi tiêu diệt đó mọi người. Oh my god. Ôi, tính ra là hồi nãy tôi quên mất, tại vì tôi chơi bằng giáp sắt quen rồi. Tại giáp sắt là mọi người đánh mấy cái là chết à. Tôi quên mất đây là giáp này drip, tôi có thể chạy ngược lại cho tôi cầm đá tôi lắp đường và trời ơi xử lý kém quá rồi. Ok anh em ạ. Nói chung là anh em mà thích cái loại chơi này thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới cho Rô biết nha. Và nếu như bạn nào muốn thành viên nào tham gia cái trò chơi này thì ai ơi. À. Em có biết là anh đang chờ anh để màn hình trước và anh nhìn thấy cái mông của em không cay? À, chết tiêu à. Rô. Cái gì vậy? Oh my god. Ok các bạn à. Và video đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu các bạn nào thích video này đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho mình, comment trên kênh YouTube của Siro. Bên trên báo các bạn đừng ký để nhận thông báo mới khi rồi bên trên mình ơi. Chứ video sớm được 3 triệu subscriber nha. Và cũng đừng quên cái hành viên còn lại ở trong video lần này gồm có Gấu Mora, Mai Không Đen, Yabun Chanel và Nước Ruby cùng với các hành viên khác quen đầu tiên nha. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp. Bye bye.